Xin chào anh em. Hôm nay thì Deva Shop sẽ giới thiệu đến anh em một mẫu bật lửa Zippo mới về nhân dịp cuối năm này. Mẫu bật lửa Zippo này thì được trang trí bằng một lớp sơn tĩnh điện ở bên ngoài. Công nghệ sơn tĩnh điện của Zippo thì rất là đặc biệt, rất bền màu. Mặt trước thì được trang trí bằng các dải ngôi sao như này. Các dải sao chổi xuống. Đó. Chiếc này mà anh em nào mệnh hỏa hay mệnh thổ dùng thì quá là ok rồi. Tiếng rất là hay. Anh em nào muốn đặt mẫu Zippo hình ngôi sao chổi này, hoặc là muốn tư vấn về Zippo, muốn tham khảo thêm các sản phẩm thì có thể để lại số điện thoại bên dưới, hoặc có thể vào website deva.vn để tham khảo thêm rất nhiều sản phẩm của Deva tại đó anh em nhé. Video xin kết thúc tại đây. Xin chào anh em.